Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn học tin học lớp 4, chủ đề 5, Thế giới logo. Chúng ta sang bài số 3 của chủ đề 5, lệnh viết chữ, tính toán. Mục tiêu của bài học này là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ học cái lệnh đầy đủ cũng như là lệnh viết tắt trong logo. Thứ hai là chúng ta sẽ học các cái lệnh để điều khiển rùa viết chữ. Và thứ ba, chúng ta sẽ học các cái câu lệnh thực hiện các cái phép tính số học. Đây là mục tiêu của bài học này. Bây giờ chúng ta đi vào bài học nha. Bài học sẽ gồm có 3 phần. Bây giờ chúng ta đi vào phần đầu tiên, phần hoạt động cơ bản ha. Bài tập 1 của hoạt động cơ bản, các lệnh em đã biết. Đây là các cái lệnh logo mà chúng ta đã học trong hai bài trước, ví dụ như là lệnh FD, BK, RT, LT vân vân. Thì những cái lệnh nằm ở cột này, người ta gọi là lệnh viết tắt. Và cái lệnh đầy đủ của nó là nằm ở cột này, đây, cột này ha. Chúng ta lấy ví dụ nha, ví dụ như là lệnh FD thì có lệnh đầy đủ của nó là forward ha. Thì ý nghĩa của lệnh viết tắt và lệnh đầy đủ là như nhau. Khi chúng ta sử dụng trong cái chương trình logo thì rùa nó đều hiểu cả ha. Cách tạo ra lệnh viết tắt từ lệnh đầy đủ chúng ta sẽ làm như sau. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ lấy ký tự đầu và ký tự cuối của cái lệnh đầy đủ để tạo nên cái lệnh viết tắt. Ví dụ như chúng ta có lệnh đầy đủ là lệnh forward với ký tự đầu là F, ký tự cuối là D. Chúng ta nối hai cái ký tự này tạo ra cái lệnh FD là lệnh viết tắt của lệnh forward. Thì các cái lệnh back, right và left nó theo cái quy tắc như vậy. Cách thứ hai là chúng ta sẽ lấy ký tự đầu của các cái từ trong lệnh đầy đủ. Ví dụ như lệnh pen up nó gồm hai từ là từ pen và từ up. Chúng ta lấy ký tự đầu là ký tự P của từ pen và ký tự U của từ up tạo nên cái lệnh PU là lệnh viết tắt của lệnh pen up. Thì chúng ta có các cái lệnh pen down, clear screen, hide turtle và show turtle là những cái lệnh mà tạo ra cái lệnh viết tắt theo quy tắc thứ hai. Ngoài ra chúng ta có lệnh clean và lệnh home là những lệnh đầy đủ, những lệnh này không có lệnh viết tắt. Thì trong cái logo chúng ta có thể sử dụng các cái lệnh viết tắt khi mà chúng ta muốn các cái lệnh nó đơn giản, nó ngắn gọn và tiết kiệm thời gian ha. Như vậy là chúng ta đã học các lệnh viết tắt và lệnh đầy đủ của logo. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một chút ý nghĩa của các lệnh này nha. Chúng ta làm cái bài tập điền hành động của rùa vào ô trống theo mẫu ha. Với lệnh đầu tiên, lệnh forward n hay là fdn, lệnh này rùa sẽ thực hiện cái hành động là tiến về phía trước n bước. Tiếp tục lệnh back n hay là bkn, rùa sẽ thực hiện hành động là lùi lại phía sau n bước. Tiếp tục lệnh right k hoặc là rtk, lệnh này rùa sẽ quay phải k độ. Lệnh left k hay là ltk, rùa sẽ quay trái k độ. Lệnh pen up hay là pu, rùa sẽ nhấc bút lên, tức là không vẽ nữa. Lệnh pen down hay là lệnh pd, rùa sẽ hạ bút xuống để tiếp tục vẽ. Lệnh clear screen, lệnh viết tắt là CS, thì lệnh này rùa sẽ về vị trí xuất phát và xóa toàn bộ sân chơi. Lệnh clean, tức là xóa màn hình và rùa vẫn ở vị trí hiện tại. Lệnh hide turtle hay là HT, lệnh này rùa sẽ ẩn mình. Lệnh show turtle hay là ST, rùa hiện hình. Và cuối cùng là lệnh home, tức là rùa sẽ về vị trí xuất phát. Thì đây là ý nghĩa hay là hành động của rùa cho các cái lệnh gồm có lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt của logo. Phần 2 của hoạt động cơ bản, chúng ta sẽ học một cái lệnh mới của logo, đó là lệnh viết chữ. Lệnh viết chữ trong logo đó là lệnh label, cách ra và sau đó các cái chữ được viết nó sẽ nằm trong cặp dấu ngoặc vuông. Bây giờ chúng ta cùng quan sát nha. Rồi, quan sát cái kết quả của cái lệnh label, chúng ta sẽ thấy là rùa nó viết ra cái dòng chữ trong cái cặp dấu ngoặc vuông ở đây ha. Đó là dòng logo viết chữ đây. Và nó hiển thị ra ở trên cái sân chơi của rùa.
Cái hướng của cái dòng chữ này là nó theo hướng của rùa nha. Rùa ở đây nó đang hướng lên phía trên, do đó cái dòng chữ này cũng hướng lên phía trên. Vị trí bắt đầu của cái dòng chữ này là bắt đầu từ vị trí của rùa, là vị trí này. Và chúng ta thấy là khi thực hiện cái lệnh label này thì rùa nó không có di chuyển, rùa nó đứng nguyên cái vị trí ban đầu ở đây ha. Thì đây là lệnh viết chữ, lệnh label trong logo. Chúng ta đã quan sát cái kết quả của lệnh label rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ điền từ còn thiếu vào chỗ chấm nha. Thì với lệnh label logo viết chữ, kết quả nó hiển thị ra thì sẽ gồm có những kết quả như sau. Rùa nó sẽ viết ra cái dòng chữ là logo viết chữ, và hướng của dòng chữ này là hướng lên trên, tức là cùng hướng với rùa và bắt đầu từ cái vị trí là vị trí của rùa. Phần 3 của hoạt động cơ bản, chúng ta sẽ học thêm một lệnh mới nữa của logo, đó là lệnh thực hiện phép tính. Thì lệnh thực hiện phép tính trong logo đó là lệnh print, và sau đó là cái biểu thức toán học. Chúng ta xem ví dụ sau đây nha. Rồi, quan sát cái kết quả của lệnh print 2 nhân 5, chúng ta thấy là cái chương trình logo nó đã tính cái giá trị của biểu thức 2 nhân 5, kết quả ra bằng 10, và nó đã hiển thị kết quả ở cái cửa sổ lệnh đây. Nó không hiển thị ở sân chơi của rùa nha. Và đồng thời chúng ta thấy là với lệnh print thì rùa nó đứng nguyên vị trí như vậy, nó không có di chuyển. Thì đây là lệnh tính toán trong cái logo ha. Quan sát cái kết quả trên cửa sổ lệnh vừa rồi, bây giờ chúng ta sẽ điền từ còn thiếu vào chỗ chấm nha. Thì để thực hiện cái phép tính trong logo, chúng ta sẽ có cái lệnh là lệnh print, lệnh này ha, và viết tắt của nó là PR. Thì với cái ví dụ vừa rồi, thì kết quả nó cho ra là rùa sẽ không viết kết quả tính lên sân chơi, còn logo sẽ tính cái biểu thức 2 nhân 5, ra kết quả là bằng 10 ha. Cái kết quả nó sẽ được hiển thị trong cái cửa sổ lệnh thay vì là trong cái sân chơi của rùa. Thì đây là những cái từ còn thiếu chúng ta đã điền vào ha. Phần thứ tư của hoạt động cơ bản, chúng ta sẽ học cách chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ khi mà chúng ta thực hiện lệnh viết chữ nha. Thì để chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ thì chúng ta vào cái cửa sổ logo. Đầu tiên chúng ta sẽ nháy chọn vào cái nhóm lệnh set, sau đó chọn label phông đây. Sau khi chọn label phông thì nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta cái hộp chọn đấy ha. Chúng ta sẽ chọn phông chữ ở trong khu vực này. Kiểu chữ thì chúng ta chọn ở đây, và cỡ chữ chúng ta chọn chỗ này ha. Thì đây là cách chúng ta chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ cho cái lệnh viết chữ của logo. Chúng ta sang phần thứ hai của bài học, phần hoạt động thực hành. Bài tập 1 của hoạt động thực hành: viết lệnh để rùa viết các dòng chữ theo mẫu. Mẫu thứ nhất là mẫu này. Chúng ta sẽ viết lệnh để rùa nó viết ra được cái dòng chữ theo cái mẫu đầu tiên này nha. Để thực hiện viết dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam" với cái hướng lên trên, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta để ý là rùa nó đang ở cái hướng lên trên rồi, do đó chúng ta không thay đổi hướng của rùa nữa. Chúng ta gõ vào lệnh label ha. Cách ra và dấu ngoặc vuông, sau đó nội dung là dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam". Đóng ngoặc vuông lại và Enter. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa viết xong cái dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam" với cái hướng là hướng lên trên. Chúng ta sử dụng cái lệnh label, lệnh viết chữ của logo ha. Chúng ta viết lệnh cho cái mẫu thứ hai nha. Tiếp tục, để viết dòng chữ "Chào các bạn" theo hướng nằm ngang, thì chúng ta để ý là rùa đang ở cái hướng lên trên, chúng ta phải xoay hướng của rùa sang hướng nằm ngang, tức là chúng ta sử dụng cái lệnh RT90 và xoay hướng rùa một hướng 90 độ sang phải. Tiếp tục chúng ta sử dụng lệnh label và dòng chữ "Chào các bạn". Rồi, như vậy là chúng ta đã viết xong cái dòng chữ "Chào các bạn" theo hướng nằm ngang. Chúng ta viết lệnh cho mẫu cuối cùng ha. Với dòng chữ "Thủ đô Hà Nội" theo hướng thẳng đứng và hướng nằm ngang, chúng ta sẽ viết như sau. Chúng ta thấy là rùa đang ở cái vị trí ban đầu với cái hướng là hướng lên trên, tức là hướng thẳng đứng đấy. Chúng ta sẽ giữ nguyên như vậy và gõ vào cái lệnh label.
sau đó là dòng chữ thủ đô Hà Nội và Enter. Như vậy là chúng ta đã có được một cái dòng chữ thủ đô Hà Nội theo hướng thẳng đứng và hướng lên trên. Tiếp tục chúng ta sẽ xoay rùa một góc 90 độ qua phải với lệnh RT90. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng lại cái lệnh viết chữ label với dòng chữ thủ đô Hà Nội, lệnh này ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã viết xong hai cái dòng chữ thủ đô Hà Nội với hai hướng, một hướng là hướng thẳng đứng và một hướng là hướng nằm ngang. Bài tập số 2 của hoạt động thực hành, viết lệnh để logo thực hiện tính các biểu thức sau, điền kết quả vào chỗ chấm. Chúng ta thực hiện cho ba cái biểu thức này trước nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã có kết quả cho ba biểu thức đầu tiên. Chúng ta tiếp tục cho ba biểu thức tiếp theo. Rồi, chúng ta đã có kết quả cho cả ba biểu thức tiếp theo. Bây giờ là lệnh cho hai biểu thức cuối cùng. Rồi, vậy là chúng ta đã có kết quả cho hai biểu thức cuối cùng. Chúng ta sang phần thứ ba của bài học, phần hoạt động ứng dụng mở rộng. Yêu cầu của hoạt động ứng dụng mở rộng, chọn phông chữ, màu chữ, viết các lệnh để hiển thị dòng chữ theo mẫu. Chúng ta có cái mẫu đây ha. Chúng ta sẽ viết các lệnh để mà hiển thị bốn cái dòng chữ Hà Nội theo bốn hướng như thế này nha. Chúng ta bắt đầu ha. Đầu tiên chúng ta chọn phông chữ và màu chữ nha. Chúng ta vào nhóm lệnh set, chọn label phông. Chúng ta chọn phông chữ ở đây ha. Chúng ta dùng phông chữ Times New Roman. Chọn màu chữ chúng ta cũng vào set và chọn pen color. Chúng ta chọn màu đỏ ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết cái dòng Hà Nội đầu tiên với cái hướng là hướng lên trên. Chúng ta thấy là rùa đang đứng ở cái vị trí là hướng lên trên, do đó chúng ta giữ nguyên với vị trí như vậy và chúng ta gõ vào cái dòng lệnh viết chữ là lệnh label ha. Rồi, như vậy là chúng ta xong cái dòng chữ đầu tiên. Tiếp tục dòng thứ hai thì chúng ta phải di chuyển rùa nha. Chúng ta nhấc bút lên với lệnh PU. Sau đó cho rùa tiến về phía trước 100 bước. Quay phải 90 độ. Và di chuyển về phía trước 30 bước. Tiếp tục chúng ta sẽ viết cái dòng lệnh thứ hai để viết cái chữ Hà Nội thứ hai. Chúng ta sử dụng lại cái dòng lệnh label Hà Nội đây ha. Rồi, chúng ta cho rùa di chuyển về phía trước 100 bước với lệnh FD100. Và xoay phải ở một góc là 90 độ. Tiếp tục di chuyển về phía trước 30 bước. Và viết cái dòng Hà Nội thứ ba với cái hướng là hướng thẳng đứng và hướng đi xuống. Tiếp tục chúng ta cho rùa di chuyển về phía trước 100 bước.
quay phải 90 độ. Tiếp theo, di chuyển về phía trước 30 bước nữa, và viết cái dòng chữ Hà Nội cuối cùng với cái dòng lệnh Label Hà Nội. Rồi, cho rùa tiến về phía trước 100 bước, quay phải 90 độ, và di chuyển về phía trước 30 bước, để về lại vị trí ban đầu. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các cái lệnh để mà hiển thị bốn cái dòng chữ Hà Nội theo bốn cái hướng như thế này ha. Như vậy là các cái lệnh để mà hiển thị các cái dòng chữ theo mẫu chúng ta sẽ có là các lệnh này. Đây ha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các yêu cầu của hoạt động ứng dụng mở rộng. Chúng ta sang phần cuối cùng của bài học, phần em cần ghi nhớ. Trong bài học này chúng ta sẽ ghi nhớ hai cái lệnh. Lệnh thứ nhất là lệnh label, lệnh này là lệnh dùng để viết chữ. Thì với lệnh này rùa sẽ viết ra dòng chữ trong cái cặp dấu ngoặc vuông này ha. Hướng chữ sẽ dọc theo hướng của rùa và vị trí chữ bắt đầu từ vị trí của rùa. Với lệnh này thì rùa sẽ không di chuyển. Lệnh thứ hai là lệnh print, sau đó là biểu thức toán học. Lệnh print này có thể viết tắt là PR. Với lệnh print này thì logo sẽ tính giá trị của biểu thức và sau đó kết quả nó hiển thị trong cửa sổ lệnh. Đồng thời với lệnh này thì rùa nó cũng không có di chuyển ha. Thì đây là hai cái lệnh mà chúng ta vừa mới học trong bài học ngày hôm nay, bài học số 3, bài học về các lệnh viết chữ và tính toán ha. Chúng ta kết thúc bài học số 3 tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài học. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi liên quan đến bài học thì hãy để lại comment ở bên dưới. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like, share hoặc là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho chương trình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.